Chiều qua ngày 10 tháng 5, đoàn công tác thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Diệt quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã đến viếng và dân hương ở khu mộ cố tổng bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Cùng tham dự lễ viếng có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Trần Tú Anh và lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Trước anh linh của cố tổng bí thư Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của đảng phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn minh triết và các thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa dân hương và dành phút mặc niệm để bày tỏ niềm thành kính lòng biết ơn và sự tri ân sâu sắc của đảng bộ nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố đà nẵng đối với những công lao công hiến to lớn của đồng chí trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và của dân tộc việt nam sau đó phó bí thư thường trực thành ủy lương nguyễn minh triết cùng đoàn tiếp tục thành kính dân hương phần mộ hai cụ thân sinh của cố tổng bí thư trần phú gồm thân mẫu hoàng thị cát và thân phụ trần văn phổ